Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Hôm trước mình có đăng một cái clip giới thiệu về chiếc bao da đựng PSP Go. Thì có rất là nhiều bạn hỏi tò mò về chiếc bao da này. Thế nên là hôm nay mình sẽ lên một clip khác để giới thiệu rõ hơn về chiếc bao da PSP Go này nhé. Thì ngày trước thì mình đã giới thiệu một cái bao da khác, là cái bao da màu đen này. Thì cái bao da màu cam này thực ra nó cũng chỉ là một cái phiên bản thu gọn lại một chút của cái màu đen này thôi, gần như là không có gì khác biệt, chỉ nhỏ hơn một tẹo thôi. Vậy mình sẽ để cái màu đen sang một bên. Sự khác nhau giữa hai bao da này còn ở một đặc điểm nữa, đấy là từ cái chất liệu da để làm ra lớp mặt bên ngoài này. Bên ngoài này là da bò nhé. Bên trong mình dùng da dê màu trắng. Bởi vì chiếc bao da này mình muốn làm là để đựng con PSP Go màu trắng, cho nên là cam kết hợp với trắng sẽ rất là hợp. Khóa thì vẫn là khóa nam châm, nhưng mà mình đã đổi nó sang thành khóa nam châm màu vàng, không phải màu trắng như cái màu đen kia nữa. Chỉ cũng là đường chỉ khâu này mà mình làm màu trắng luôn. Sơn cạnh màu cam đậm. Con PSP Go này mình sẽ không giới thiệu nữa. Và bây giờ mình sẽ cho con PSP Go này vào trong để cho các bạn nhìn thấy. Do là cái bao da màu cam này được làm với kích thước nhỏ gọn hơn, cho nên khi nhét PSP Go vào nó sẽ rất là gọn, rất là gọn gàng. Đây, cầm gọn hơn cái màu đen kia. Do không có máy màu trắng ở đây để cho các bạn nhìn, cho nên các bạn chưa tưởng tượng được cái độ hợp nhau giữa chiếc bao da này và con máy màu trắng. Thì khi nào mà mình có, hoặc là mình sẽ xin cái anh chủ của chiếc PSP Go này xin một kiểu ảnh feedback thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem nhé. Đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Còn cái mức độ hoàn thiện thì cũng như cái màu đen này, cả hai bao da đều có mức độ hoàn thiện rất là cao, từ sơn cạnh cho đến các đường chỉ may đều được làm thủ công 100% nhé. Do có máy để mình làm bao da, cho nên là việc làm một cái bao da đựng vừa khít chiếc máy này là một chuyện không khó. Đây, phần hở ra chiếm 1/4 máy. Khi đóng lại gọn gàng, các bạn có thể nhìn đấy, vừa đủ luôn nha, không vừa ra một tí nào. Bên này đến canh LR. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.